Chào các bạn, tôi là Trần Hải và chúng ta sẽ đến với vlog CCKM cận cảnh bóng đá Việt. Tuần này chúng ta sẽ bàn đến những kế hoạch tiếp theo của đội tuyển Việt Nam trước chuyến đi đến UAE cho các trận đấu còn lại ở vòng loại FIFA World Cup bảng G vực châu Á. Và có nhiều ý kiến cho rằng là trận đấu với Malaysia ở vào ngày 11 tháng 6 sẽ là trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam cho chiếc vé đi đến lượt đấu cuối cùng của vòng loại FIFA World Cup 2022. Nhưng tôi cho rằng nếu mà đưa ra nhận định này thì sẽ là hơi chủ quan. Tại sao tôi lại nói là chủ quan? Bởi vì là trong khi đội tuyển Việt Nam với 11 điểm đang gác đội tuyển Malaysia 2 điểm ở vị trí thứ hai, sẽ chỉ còn 3 trận đấu nữa với Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia tức là đối thủ trực tiếp gần nhất vào ngày 11 tháng 6 và trận đấu quan trọng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là với chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó thì UAE với 6 điểm về lý thì họ có ít hơn nữa cơ hội so với lại Việt Nam, Malaysia và thậm chí cả Thái Lan với 8 điểm nữa. Nhưng trên thực tế thì UAE lại còn tới quỹ 4 trận đấu nữa. 4 trận đấu của họ sẽ bắt đầu ngày mùng 3 tháng 6 với Malaysia, ngày mùng 7 tháng 6 với Thái Lan, ngày 11 tháng 6 với Indonesia và trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam. Nếu như UAE có 12 điểm tối đa sau 4 lượt trận này cộng với 6 điểm hiện tại thì họ sẽ có 18 điểm. Và nếu như mục tiêu mà chúng ta đề ra là chỉ với 6 điểm, tức là các chiến thắng trước Indonesia và Malaysia, thì chúng ta cũng đã chỉ có nhiều nhất 18 điểm. Thì tùy theo chỉ số phụ giữa các đội cùng điểm với nhau mà sẽ có những cái phép tính, và trận lượt về sẽ là một trận đấu quan trọng. Và tôi cho rằng là trận đấu với UAE trên đất của họ mới là trận đấu mà tính chất quyết định chiếc vé trực tiếp, chiếc vé của bảng G đi đến lượt trận cuối cùng của vòng loại FIFA World Cup 2022, chứ không phải là trận đấu với Malaysia. Tất nhiên cái cuộc đua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE thì nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều những cái đội bóng khác trong bảng. Trong đó tôi tạm thời bỏ qua Indonesia khi mà họ thậm chí là chưa có điểm nào và họ chắc chắn là đội bóng yếu nhất bảng đấu này. Nhưng còn Thái Lan và Malaysia thì sao? Họ sẽ có những tác động rất quan trọng đến Việt Nam và đến cả UAE nữa. Trước khi bước vào chiến dịch FIFA World Cup 2022 và chúng ta rơi vào bảng G sau những trận đấu đầu tiên vào đấu loại đầu tiên, thì quả thật là không nhiều người Việt Nam kỳ vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ như hệ thống các cái giải đấu trước đó ở Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup, SEA Games hay thậm chí cả ASEAN 2018 và trước đó là vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Một trong những cơ sở được tạo ra đấy là khi ông huấn luyện viên Park Hang Seo đã đưa đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 trong lịch sử sau 10 năm lọt vào đến tứ kết Asian Cup, tức là giải vượt châu Á. Ở đó thì chúng ta gặp những đối thủ mạnh nhất và sau khi vượt qua được vòng bảng chúng ta đã đi đến vòng tứ kết. Nó lặp lại với kỳ tích năm 2007 khi đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Alfredo và được chơi những trận đấu trên sân nhà. Một điều khác biệt ở đây nó là năm 2007 chúng ta đã không phải chơi các trận đấu ở vòng loại. Với tư cách là một trong 4 nước đồng chủ nhà của Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam thì ấy không phải trải qua vòng loại. Chúng ta tại rơi vào bảng đấu có UAE, Qatar, tức là chúng ta đã rơi một bảng đấu tương đối khó. Nhưng bất ngờ cái chiến thắng UAE 2-0 đấy đã mở ra một cái chương rất là mới. Sau khi chúng ta thắng UAE và Qatar thì trận đấu cuối chúng ta biết rằng là đội tuyển Việt Nam đã thua 1-4 trước Nhật Bản. Tuy nhiên với 4 điểm thì đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải vô địch châu lục. Chính những cái kỷ niệm ngọt ngào từ năm 2007 cho đến năm 2019 vừa rồi thì chúng ta lại một lần nữa vượt qua UAE trên sân nhà. Nó tạo ra một cái cơ sở, cái niềm tin cho đội tuyển Việt Nam khi mà trận đấu tới đây. Hy vọng chúng ta sẽ có điểm trước họ và một điểm trước UAE. Tôi cho rằng là mấu chốt của vấn đề là yếu tố quyết định Việt Nam sẽ cầm vé trực tiếp về trước mà đi tiếp, mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại của bảng đấu. Và tôi tin, bạn tin và huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các học trò của ông đương nhiên sẽ tin. Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ làm như thế nào, sẽ chơi kiểu gì để có được những cái điểm số mà mình cần. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam không có nhiều lựa chọn về mặt lối chơi bằng với những con người hiện tại và cách mà ông Park Hang Seo đã xây dựng cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong 3 năm qua, trong gần 4 năm qua, thì họ sẽ vẫn chơi kiểm soát và chờ vào những cái yếu tố, cái miếng đánh bất ngờ trong chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự qua tấn công. Nếu mà chơi kiểm soát bóng tính từ nửa sân, từ giữa sân trở về phía cầu môn đối phương, thì không ai giỏi hơn các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Và đây tôi cho rằng là một gợi ý cũng không đến nỗi tệ khi Hoàng Gia Lai đang có những tiền vệ và những hậu vệ tấn công cũng như những tiền đạo tốt, giỏi chơi kiểm soát và gây được đột biến. Ở giữa sân họ có Tuấn Anh, có Xuân Trường, hai biên là Văn Thanh, Hồng Duy, bên trên có Văn Toàn, Minh Vương và Công Phượng. Tôi cho rằng đây là cái bộ khung mà chúng ta và có thể ông huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ dùng trong cả 3 trận đấu tới đây. Indonesia, Malaysia thì đều bị đánh giá là yếu hơn Việt Nam và họ cũng không phải là đội bóng chưa kiểm soát. Hay là khi ném quả bóng vào chân họ thì không biết là họ sẽ làm cái gì. Lối chơi của họ ở cái thập niên trước, khi mà còn có thể cạnh tranh được với lại Việt Nam ở giai đoạn 2010 cho đến 2018, thì đấy là cái lối chơi mà vào thời điểm khủng hoảng đội tuyển Việt Nam đã trải qua những cái đợt khủng hoảng về huấn luyện viên, về người cầm cương cũng như là về cái tính xây dựng trong cái cấu trúc vận hành. Còn vào thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò đã gần như là rất nhuần nhuyễn cái cách chơi bóng của mình, cái chơi kiểm soát và chờ sơ hở của đối phương. Chúng ta có một sự khác biệt so với lại phần lớn các đối thủ, đấy là những yếu tố cá nhân, những cầu thủ cá nhân có khả năng tạo đột biến. Tôi lấy ví dụ như trong lòng đội tuyển Việt Nam thì có Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng là những người gây đột biến, và thời gian gần đây thì Xuân Trường cũng đã rất chịu khó rút xa và đã thành công. Tất nhiên một con bài tủ đấy là Minh Vương. Thì trong bóng đá người ta nói rằng là đội yếu hơn thường phải chơi rình rập, chơi nói chung là phòng thủ phản, là chơi rình rập chờ đối phương mắc sai lầm và để kết liễu bằng những đòn ngón. Nhưng đội tuyển Việt Nam lúc này thì có nhiều hơn cái lựa chọn đấy. Chúng ta có thể biến một tình huống bóng cố định cũng trở thành một chiến thuật lợi hại với những cầu thủ xuất phát tốt. Thực tế mà nói thì ngoài những cái tên mà tôi vừa nhắc thì vẫn còn Phan Văn Đức ở Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức thì thời gian vừa rồi đã chịu với cách ly cùng với lại câu lạc bộ của Nguyễn Xuân Mạnh. Thì Phan Văn Đức cũng là một trong những tiền đạo nội hàng đầu ghi bàn tại LSV League tính cho đến thời điểm này. Khi mà thời điểm mà giải đấu đã bị hoãn là giai đoạn sau trận thứ 12 cùng với Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức cũng là một trong những giải pháp rất là tốt trong mặt trận tấn công. Thì huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp tục những con người tốt nhất mà đã rất là nhuần nhuyễn cái ý tưởng của ông rồi cho cái việc tiếp cận cái chiến thuật tiếp cận với từng đối thủ một. Và tôi nghĩ rằng trong những trận đấu sắp tới, ngay cả với UAE chúng ta cũng sẽ vẫn chơi kiểm soát. Ngoài Quang Hải là cái tên đáng chú ý nhất thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội, đội tuyển quốc gia lần này thực xét là trên mặt trận tấn công thì không còn nhiều những cầu thủ khác, ví như Văn Quyết cũng không lên tập trung vào lần này. Thì để chơi kiểm soát được thì chúng ta cần những con người, những cầu thủ giàu kỹ thuật và giàu cả ý tưởng về tiếp cận khung thành nữa. Và Quang Hải là một trong số đó. Tôi nghĩ rằng Quang Hải cũng sẽ chơi ngay từ đầu nếu như anh có một cái thể trạng tốt. Trong bóng đá thì làm chiến thuật cho hệ thống phòng ngự lúc nào nó cũng khó hơn là cho các mặt trận khác, cho các cái khâu khác, ví như là hàng tiền vệ hay là hàng tiền đạo thì cái chiến thuật nó tương đối đơn giản. Nó là những miếng đánh giãn biên hay là trung lộ. Tuy nhiên phòng ngự lại là một cái chiến thuật rất là khó làm. Và tại sao, tôi lấy ví dụ như tại sao Hoàng Gia Lai có thể chơi tốt ở cái giai đoạn vừa rồi, họ rất là thăng hoa. Chúng ta chỉ để ý đến những cầu thủ tấn công nhưng chúng ta quên đi cái yếu tố, cái nền tảng phòng ngự, tạo một cái niềm tin, một cái bệ phóng rất là vững chắc cho các cầu thủ mặc sức tấn công và không phải lo nhiều đến những cái vấn đề ở cầu môn nhà. Thì tại Hoàng Gia Lai họ chơi 3-5-2, tức là 3 trung vệ ra ngang. Và đây cũng là một cái sơ đồ mà huấn luyện viên Park Hang Seo rất là thường xuyên sử dụng. Ở đội tuyển Việt Nam lúc này thì ngoài Quế Hải, ngoài Bùi Tiến Dũng, tức là Tư Dũng ở Viettel, thì chúng ta còn Đình Trọng, chúng ta còn Hồ Tấn Tài, cũng có thể chơi hậu vệ tấn công ở biên và chơi trung vệ. Tôi loại bỏ ra các trường hợp của Đình Trọng và Văn Hậu, đó là bởi vì là tôi tin rằng là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm với những cầu thủ có thể nói là con cưng của ông đã có quá nhiều những bài học nhãn tiền rồi, và lúc này thì huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không chơi bài nữa, tức là không đánh đổi cái sự nghiệp của họ cho những cái mục tiêu rất là gần. Thực tế mà nói thì cả Đình Trọng và Văn Hậu đã gần như không thi đấu đều đặn trong một khoảng thời gian rất là dài bởi những tái phát chấn thương liên tiếp nhau. Thì ở giải đấu sắp tới, ở những trận đấu còn lại, tôi nghĩ rằng là Đình Trọng và Văn Hậu sẽ được nghỉ ngơi. Và cái quãng thời gian vừa rồi khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập họ trong danh sách 37 người, đấy là bởi vì muốn họ được lên môi trường đội tuyển, được hít thở bầu không khí đội tuyển và có những cái khoảng thời gian chữa trị cùng với bác sĩ của đội tuyển nó sẽ tốt hơn so với lại tự tập và tự chữa trị ở cấp câu lạc bộ hay là ở nhà. Thì tôi nghĩ là chuyến đi lần này sẽ không có Đình Trọng và Văn Hậu. Tất nhiên huấn luyện viên Park Hang Seo đã có những cái phương án dự phòng. Những phương án dự phòng tôi cho rằng là cũng không đến nỗi tệ cho những vị trí của họ. Mặc dù cái bộ khung chính thức như tôi đã vừa đọc rồi, hệ thống phòng ngự nó sẽ gồm những người như vậy, và chúng ta vẫn còn những cái phương án dự phòng. Xuân Trường khi mà chơi deep line playmaker, tức là chơi tiền vệ tổ chức bóng từ xa, lùi lại gần như là một trung vệ. Và ở Viettel chúng ta còn có một cầu thủ đá nan ná như Xuân Trường, đó là Hoàng Đức. Những vị trí tân binh có nhiều người bàn ra tán vào là lên thử sức, mặc áo đội tuyển rồi đi về thôi. Tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có một vài những cái tên được ở lại trong tổng số 23 cầu thủ đi UAE. Và là những cái tên nào thì chúng ta sẽ bàn đến ở phần tiếp theo, một phần mà tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng sẽ rất là quan tâm cho cái phần kết của chương trình. Vì đội tuyển Việt Nam chỉ đá 3 trận, nhưng điều đó không nghĩa là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ mạo hiểm, không sẽ có ít nhất là 2 thủ môn, và tôi tin rằng đó là Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm sẽ được chọn. Người còn lại làm phương án dự bị đó là Nguyễn Văn Hoàng của Hải Phòng, Nguyễn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Văn Hoàng thì huấn luyện viên Park Hang Seo đã có thời gian làm việc rồi, tức là chúng ta loại bỏ một trường hợp đó là Nguyễn Văn Toàn của Hải Phòng. Ở hàng hậu vệ thì Lê Văn Xuân là tân binh, nhưng tôi nghĩ rằng Lê Văn Xuân sẽ được giữ lại cùng với Bùi Hoàng Việt Anh, một cầu thủ trẻ. Chúng ta vẫn hồi nãy chúng ta chưa nhắc đến Nguyễn Thành Trung, tức là một trung vệ và có thể chơi một trung phong. Tôi loại bỏ đi trường hợp của Nguyễn Minh Tùng và Đỗ Thành Thịnh của Đà Nẵng. Thì như vậy thì hàng vệ chúng ta đã gọt đi được ít nhất 3-4 cái tên rồi. Nguyễn Thanh Bình của Viettel nữa. Thanh Bình Viettel là cầu thủ khá tiến bộ trong thời gian vừa rồi, nhưng mà tôi nghĩ đây là giải đấu nó chưa sẵn sàng với các tân binh, các cầu thủ đã chưa trải qua nhiều những trận đấu quốc tế và nhiều giải đấu khắc nghiệt khác nhau, thì tôi nghĩ rằng là những cầu thủ này sẽ có ít cơ hội và thậm chí là sẽ đợi cho đến những cái đợt tập trung tiếp theo. Trong năm 2021 thì chúng ta còn nhiều hệ thống giải đấu nữa, mà đỉnh điểm cuối năm đó là SEA Games và AFF Suzuki Cup, cũng như vòng loại U23 châu Á, thì những cầu thủ trẻ như Thành Bình sẽ vẫn còn cơ hội. Hàng tiền vệ tôi tin rằng lần này thì Tô Văn Vũ sẽ có cơ hội sáng hơn so với những đợt tập trung trước. Tô Văn Vũ là cầu thủ tạt bóng tốt, cầu thủ có khả năng gây đột biến ở hành lang biên. Tất nhiên là tìm một vị trí chính thức cho Tô Văn Vũ là hơi khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng Tô Văn Vũ sẽ nhiều khả năng được giữ lại. Không còn cái tên nào mới ở khu vực này khi Cao Văn Triền, Lý Công Hoàng Anh của Hà Tĩnh cũng tốt, nhưng mà Cao Văn Triền và Lý Công Hoàng Anh sẽ có ít cơ hội hơn là tiền vệ, và khả năng là họ cũng sẽ không đi UAE vào trận này ở cái những ngày tới đây. Mà ngày 26 tháng này thì đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi UAE và có trận đấu đầu tiên vào ngày 7/6 như tôi đã nói. Hàng tiền đạo thì dễ đoán thôi, Nguyễn Văn Toàn, Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Long và Hà Đức Trinh. Phan Long thì có ít cơ hội rồi, Hà Đức Trinh đã mất số, nhưng Hà Đức Trinh vẫn sẽ là con cưng của huấn luyện viên Park Hang Seo. Tức là trong 17 người thì sẽ gọt đi 14 người, thì trong đó đã có 4-5 cái tên là hàng hậu vệ rồi, 3 cái tên là hàng tiền vệ, tức là 7, 1-2 cái tên là hàng tiền đạo, và thủ môn cũng sẽ có một cái tên. Thì tôi nghĩ rằng là huấn luyện viên Park Hang Seo đã có những phương án Và những người khi mà chia tay đội tuyển là lần này chúng ta cũng không nên buồn. Đây là những trận đấu rất quan trọng của đội bóng, và huấn luyện viên Park rõ ràng là ông cần những cái cầu thủ đã dày dặn chiến trường, đã trải qua trăm trận ở đấu khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Và đây là một cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam và của chính ông Park Hang Seo. Trong bài viết số ngày hôm nay thì tôi có nói là lịch sử là ở phía trước chứ không phải là ở sau lưng, tức là quá khứ là những gì chúng ta phải tạm gác vào bên để hướng đến những cái mục tiêu cao hơn. Chính huấn luyện viên Park Hang Seo cũng vậy, cũng nói vậy, tức là ông đã nói là những gì đã qua để chúng ta không nên nhắc tới, và lúc này thì chúng ta cần tạo ra những cái cột mốc cao hơn. Cái cột mốc cao hơn nó có một cái sức hấp dẫn, một cái ma lực rất là lớn, bởi vì nó sẽ tạo ra những cái động lực phấn đấu lớn hơn nữa trong tương lai với các cầu thủ và với bóng đá Việt Nam. Chúng ta vẫn sẽ chưa bàn đến việc mà lấy suất đi thẳng đến đi thẳng đến Qatar để đá World Cup 2022, nhưng rõ ràng là việc được đá với các đội bóng hàng đầu của châu lục ở một sân chơi tầm cỡ như là FIFA World Cup thì đó thực sự là một cái dịp may rất là lớn đối với không chỉ huấn luyện viên, ban huấn luyện mà với các cầu thủ đời người không phải nhiều lần có được những cái dịp may như vậy. Và tôi chúc cho các cầu thủ cũng như là các ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ chân cứng đá mềm, sẽ tạo ra được những cái thành tích cột mốc vĩ đại hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình Vlog CCKM ở những số tiếp theo. Khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo và cao thủ chuẩn bị đi UAE, chúng tôi sẽ làm một bài review lại về những cái nhận định trong những cái số Vlog trước đây, rằng là những tính toán, những dự báo của Trần Hải có thực sự là hợp sát thực hay không. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.